tự hào về ba, đâu có dịch là ba lên đường. Theo tiếng gọi quê hương, ba hành quân lên đường chống dịch. Ba vượt bao gian khó để chăm lo cho từng người bệnh, mặc dù biết hiểm nguy, vì tình yêu ba quyết ra đi. Theo nhịp đập của con tim, tạm biệt con vững bước lên đường. Khi đất nước cần có ba, ba phải lên tuyến đầu chống dịch. Bao bệnh nhân khao khát được chính ba chăm lo chữa trị. Bình yên ba sẽ về nhà. Ba đi quét sạch Covid cho đất nước mình mãi mãi happy. Ba ơi cứ yên tâm nhà, con ở nhà thực hiện 5K. Mai sau con sẽ làm ngành y, mong đất nước mình. Yeah.